Đây là chiếc laptop có màn hình 2K rẻ nhất phân khúc của cái dòng ThinkPad. Cái dòng ThinkPad thì mình cũng đã trên tay và review rất nhiều cho anh em rồi. Và nó vẫn chưa bao giờ hết hot cả, luôn nhận được sự tin yêu của những anh chị doanh nhân. Đặc biệt là những anh chị nào thường hay di chuyển thì đây sẽ là một chiếc máy cực kỳ phù hợp. Và ngày hôm nay thì hãy cùng mình trên tay và đánh giá chi tiết chiếc ThinkPad X1 Carbon Gen 6 này, xem nó còn những gì và mình có đáng sở hữu nói không nhé. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Thịnh Vượng. Mình là Mạnh Linh. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Thì tại sao mình lại đưa cái yếu tố màn hình lên trước mà không phải những cái thứ khác như là cấu hình hay là thiết kế của máy? Bởi vì đồng tiền này thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn được những cái phiên bản màn hình 2K khác, nhưng nó sẽ không thể được đặt trên một chiếc máy mỏng nhẹ và cao cấp như vậy. Vậy nên chúng ta sẽ đi vào thiết kế trước nhá. Về tổng thể thiết kế của em ThinkPad X1 Carbon Gen 6 này thì chúng ta sẽ có toàn bộ thân máy được làm từ Mage phủ sợi carbon, và ở cái phía mặt ngoài của máy nó sẽ được phủ một cái lớp mịn như thế này. Khi mà chúng ta sờ vào thì nó sẽ hơi rít rít một xíu. Và bởi vì được thiết kế từ vỏ carbon với Mage như vậy nên là trọng lượng nó rất là nhẹ, nó rơi vào khoảng 1,1 kg. Cho một chiếc laptop 14 inch như thế này thì mình thấy là khá là ấn tượng và gần như không thể có chiếc máy 14 inch nào có thể làm được. Thậm chí là những chiếc IPS 13 inch mà mình đã từng làm review cho anh em ý, nó phải rơi vào khoảng 1,2 cân, trong khi đó nhé, màn hình của nó cũng chỉ là 13 inch mà thôi. Ok, về tổng thể thiết kế nó rất là chắc chắn này. Khi mà mình để một góc 145 độ hay là góc 90 độ thì cái hiện tượng flake nó gần như là không xảy ra. Mặc dù là cái phía màn hình này nó cực kỳ mỏng các bạn nhé, khi mà gập máy lại thì độ dày của nó rơi khoảng 1,5cm mà thôi. Còn mở lên này thì chúng ta sẽ thấy độ dày của nó cực kỳ thấp, nó rơi khoảng 0,8-0,9cm. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có là một cái logo X1 ở đây, và logo ThinkPad sẽ được đặt ở đây, khẳng định thương hiệu của nhà Lenovo. Và ở phía mặt dưới chúng ta vẫn sẽ có là một cái khe hút gió xả nhiệt này. Bên cạnh đó sẽ có 4 chân đế cao su chống chân trượt cho máy. Còn về bản lề của cái dòng ThinkPad này thì mặc dù nó được thiết kế khá là bé nhưng cái hiện tượng flake nó không xảy ra như mình cũng đã test cho các bạn lúc nãy rồi. Ok, còn ở mặt dưới này thì chúng ta sẽ có một cái sự khác biệt so với những phiên bản khác, đó chính là được vát cong lên một chút và đôi loa sẽ được đặt ở đây. Khi mà chúng ta đặt xuống dưới mặt bàn như thế này, mở loa lên thì âm thanh sẽ hát trực tiếp vào tai chúng ta, nghe nó sẽ thích hơn và âm lượng nó sẽ rõ hơn. Đấy là những cái điểm mạnh, những cái điểm nổi bật ở trên tổng thể thiết kế của chiếc máy này. Còn điểm yếu khi mà mình trên tay mình cảm nhận thấy luôn, đó chính là cái mặt lưng này nó sẽ hơi bám vân tay một chút các bạn ạ. Và sờ vào nó cứ rít rít, hơi khó chịu một xíu. Và khi mà một chiếc máy được làm mỏng nhẹ như thế này ấy, thì nếu có lỡ xảy ra va đập ấy thì khả năng hỏng hóc phần cứng của nó sẽ cao hơn một xíu so với những cái phiên bản máy được làm từ vỏ nhôm hay vỏ carbon Mage, nó dày bản hơn. Về cổng kết nối của máy thì cũng là điều mà làm mình khá bất ngờ. Khi ở trên những chiếc máy mỏng nhẹ thì gần như là nó sẽ bị lược bỏ đi tất cả những cái cổng kết nối cơ bản mà người dùng cần. Thay vào đó thì chúng ta phải dùng một cái hub để chuyển đổi thì mới có thể sử dụng được những thiết bị đó. Ở trên chiếc ThinkPad X1 Carbon Gen 6 này thì chúng ta vẫn sẽ có là cổng HDMI, mặc dù thiết kế của máy nó rất là mỏng nhá. Bên cạnh đó thì USB-A vẫn sẽ được giữ lại, Thunderbolt 3 này, và USB-C để anh em có thể cắm sạc hay là xuất ra những cái màn hình ngoài vẫn có thể được nhé. Ở phía bên cạnh phải thì sẽ chỉ có một cổng USB-A và một jack tai nghe kiêm micro 3.5mm mà thôi. Và khe xả nhiệt thì sẽ được đặt ở đây, đảm bảo chiếc máy của chúng ta luôn hoạt động mát mẻ. Ok, còn bây giờ thì mới đi vào chủ đề chính. Đó chính là màn hình của chiếc ThinkPad X1 Carbon Gen 6 này. Khi mà mình cầm vào và mình trên tay ấy, thì mở máy lên một cái, tăng mắc độ sáng thì mắt của mình bị lóa anh em ạ. Bởi vì sao anh em biết không? Độ sáng của chiếc màn hình này nó lên đến 500 nit, bởi vì đây là cái tấm nền IPS, độ phân giải lên đến 2K nữa. Nên là khi mà mình nhìn cái độ nét như vậy thì mình nhìn khác biệt hẳn so với những cái mẫu máy giá rẻ cùng phân khúc mà mình đã từng trải nghiệm. Điển hình như chiếc Latitude 731021, mặc dù nó có mức giá lên đến 15 triệu nhưng màn hình sẽ không thể đẹp bằng chiếc ThinkPad X1 Carbon Gen 6 này. Chúng ta sẽ có kích thước là 14 inch
với cái độ chuẩn màu là 100% sRGB. Bên cạnh đó thì cái mật độ điểm ảnh của nó cũng khá là cao, vậy nên nhìn nó không khác gì một chiếc điện thoại cả. Tuy nhiên nếu như các bạn sử dụng thì hoàn toàn có thể sử dụng ở ngoài những cái môi trường khác nhau, như là ở ngoài trời này, quán cà phê này, hay thậm chí ở trong phòng. Mà ở trong phòng thì chúng ta sử dụng, chúng ta nên giảm độ sáng xuống một xíu để đỡ nhức mắt. Và đây là tấm nền màn hình gương không cảm ứng. Nó sẽ có lợi hơn khi mà mình nhìn vào thì những cái điểm ảnh nó hiển thị rõ nét hơn này, độ sáng của nó sẽ tốt hơn, nhưng nó sẽ bị yếu điểm hơn so với màn hình nhám, đó chính là nó sẽ bị phản ánh sáng lại. Và khi mà mình nhìn vào đôi khi sẽ thấy chính cái mặt mình ở trong này khá là khó chịu anh em ạ. Còn về viền màn hình thì tổng thể thiết kế của nó vẫn khá là mỏng và hài hòa với thân máy, nhưng ở mặt trên, mặt dưới chúng ta sẽ thấy nó hơi dày một xíu, ở mặt dưới khá là dày đấy. Chữ Lenovo sẽ được đặt ở đây, chữ X1 sẽ được đặt đây. Nó khá giống với cái mặt sau. Còn ở mặt trên thì vẫn được giữ lại là webcam này, micro đầm thoại, micro chống ồn, và có một cái gạt khóa cam như thế này. Thì rất là tiện lợi khi mà các bạn cần cái độ bảo mật hình ảnh tối đa, đặc biệt là trong cái thời điểm hiện tại thì tin tặc tấn công rất là nhiều, thì đây cũng sẽ là một lợi thế rất là lớn. Và cái viền màn hình ở trên nó dày như vậy thì sao? Sẽ bảo vệ cái tấm nền này tốt hơn khi mà chúng ta có mở máy này. Đó, chúng ta sẽ thường xuyên phải đụng chạm vào đây mà, đúng không nào? Còn về bàn phím thì Lenovo chưa bao giờ làm mình thất vọng cả. Khi mà mình trên tay đánh giá những cái sản phẩm của họ, kể cả những cái phiên bản như là Lenovo IdeaPad Gaming 3 ấy, thì kiểu thiết kế bàn phím nó khá là thích. Và đây sẽ là một trong những chiếc laptop có hành trình bàn phím sâu nhất mà mình từng trải nghiệm. Khi mà các bạn sử dụng những cái ứng dụng văn phòng như Word, Excel, PowerPoint ấy, các bạn gõ hàng ngày ấy, thì cái cảm giác gõ nó mang lại cho chúng ta rất chất lượng. Và đây gần như là không khác gì một chiếc bàn phím cơ cả, chỉ là hành trình phím nó nông hơn một xíu mà thôi. Chúng ta vẫn sẽ được giữ lại đó chính là đèn nền 3 cấp độ và nó khá là sáng nha. Ở phía dưới này sẽ là touchpad, nó hơi nhỏ một chút bởi vì nó sẽ nhường chỗ cho chuột trái phải ở trên này. Cái này thì khi mà các bạn sử dụng, nếu như các bạn dùng quen ấy, thì nó rất là nhanh. Nhưng đối với cá nhân mình thì mình khá là ít dùng cái này nên nhìn nó khá là vô dụng. Và tổng thể cái touchpad này thì thiết kế nó không được đẹp mắt lắm, giống như những cái phiên bản khác như là XPS được cắt CNC như thế này. Tuy nhiên thì chúng ta không nên đòi hỏi quá, bởi vì đây là một chiếc vỏ magie phối với carbon mà, chứ không phải vỏ nhôm đâu mà cắt CNC, đúng không? Và cái nút nguồn của dòng ThinkPad này nó hơi đặc biệt một chút, đó chính là chúng ta sẽ được thiết kế với cái đường vân nổi lên ở đây. Và khi mà chúng ta ấn vào một cái này, mở máy lên ấy, thì cái đèn nền này nó sẽ báo hiệu là chiếc máy này nó đang hoạt động. Và thay vì cái bảo mật vân tay một chạm nó đặt ở cái nút nguồn đây thì cái khả năng hỏng hóc của nó sẽ cao hơn ấy, thì nhà sản xuất họ đã đặt xuống dưới đây, chúng ta vẫn sẽ có cảm biến vân tay một chạm, chạm một cái là mở. Và khi mà chúng ta gập máy lại ấy, thì mở lên một cái là cái đèn ở đây nó sẽ sáng này, chúng ta ấn tay vào như này thì khi mà các bạn sử dụng ban đêm cũng không hề lo là cái hiện tượng thao tác nhầm đâu. À, mình quên là chiếc máy này, cái phím FN này nó sẽ được đặt ở góc bên cuối đây, còn phím Ctrl sẽ được đặt ở trong này. Nó khá là giống với MacBook đấy. Và khi mà các bạn bật đèn nền ấy thì nó cũng có sự khác biệt, đó chính là chúng ta chỉ cần ấn FN xong ấn phím Space, phím cách ấy là mới bật được. Còn những cái mẫu máy khác thì nó sẽ là FN, F5, F6 đấy, tùy những cái mẫu máy mà anh em đang sử dụng. Và bây giờ mới là cái yếu tố quan trọng hàng đầu khi mà anh em tham khảo một chiếc laptop ấy, thì bao giờ anh em cũng sẽ để ý đến cái cấu hình, cái hiệu năng của nó mang lại, đúng không nào? Thì chiếc máy này nó sinh ra là để phục vụ nhu cầu công việc văn phòng, doanh nhân, thiết kế đồ họa 2D. Vậy nên mình nói luôn nhé, nó sẽ không phù hợp với các bạn sử dụng chiếc máy này để chơi game hay là thiết kế đồ họa 3D. Bởi vì nó chỉ sở hữu cho mình là con chip Intel Core i7-8650U, một con chip tiết kiệm điện, và nó vẫn cho được cái hiệu năng nó ổn định với 4x8 luồng và tốc độ turbo tối đa của nó là 4.2GHz. Khi mà mình sử dụng thực tế những cái ứng dụng Word, Excel, PowerPoint, thậm chí cả AutoCAD này, thiết kế đồ họa 2D ở trên Photoshop chỉnh sửa hình ảnh ấy, thì máy cho ra hiệu năng rất là ổn định và mượt mà. Còn khi mà mình trải nghiệm qua những cái ứng dụng thiết kế đồ họa 3D thì nó sẽ hơi đuối một chút nếu như làm những cái project nặng, vậy nên nó sẽ không phù hợp đâu nhá. Chúng ta sẽ có là 16GB RAM và ổ cứng SSD lên đến 1T. Cái phiên bản ở hiện tại là mình đang có là cái phiên bản cao cấp. Khi mà các bạn sử dụng thì với cái dung lượng RAM và ổ cứng như vậy nó đã thoải mái lắm rồi. Trải nghiệm sử dụng thực tế với công việc của mình hàng ngày ấy, thì bản thân mình chỉ làm sản xuất nội dung mà thôi. Mình chỉ sử dụng Word, Excel, PowerPoint, mở thêm 2-3 chục tab Chrome thì máy vẫn hoạt động rất là mượt. Khi mà mình chuyển qua chuyển lại giữa các tab thì gần như là cái hiện tượng giật nó không xảy ra. Đôi khi nó sẽ hơi bị chậm chậm một xíu bởi vì đây là một con chip tiết kiệm điện, vậy nên nhà sản xuất họ không bung tỏa hết được hiệu năng của nó để mà anh em sử dụng những cái tác vụ nặng hay là đa nhiệm một cách gọi là quá đà.
Cái thời lượng pin khi mà mình test thực tế thì nó rơi vào khoảng 4 đến 6 tiếng tùy vào những cái tác vụ nhẹ hay là nặng. Khi mà mình làm đồ họa 2D thì cái thời lượng pin nó sẽ ít hơn khá là nhiều. Thì đấy cũng là cái điểm chung của những cái dòng laptop mà thôi. Và chúng ta sẽ sạc lại bằng cổng sạc Type-C ở phía bên cạnh trái đây. Ok, tổng kết lại thì một chiếc máy cao cấp đến từ nhà Lenovo mà ở thời điểm hiện tại thì cái mức giá nó rất là tốt, với màn hình 2K này, RAM 16GB này, SSD lên đến 1TB, và cái thiết kế của nó cực kỳ mỏng nhẹ và nhỏ gọn. Nó sẽ phù hợp với các bạn nào cần một chiếc máy để di động, đi công tác, làm việc rất là tiện luôn. Nó sẽ không phù hợp với các bạn nào sử dụng chiếc máy này để chơi game hay là thiết kế đồ họa 3D đâu nhá. Ok, trên đây là video của mình về đánh giá chi tiết mẫu Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Nếu như các bạn có bất kỳ băn khoăn, thắc mắc gì, có thể để lại phía dưới phần comment. Và chiếc máy này có thực sự xứng đáng với cái mức giá của nó không? Anh em có thể để lại ý kiến nhé. Đường link tham khảo sản phẩm mình sẽ để kèm phía dưới phần ghim comment và phần mô tả. Anh em có thể click vào đó để tham khảo nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video đánh giá tiếp theo.